đi ở với ông nhá. Để cô đi kiếm tiền là có quà cho đấy nhá. Ngoan đấy, không phải nhớ là không được rồi nhá. Đi cho hộ cô. Chăn trâu. Để chăn trâu để với giúp ông đấy nhá. Để đấy. Cô đi kiếm tiền mà có đấy. Tiền mà ăn đấy nhá. Thế con đi nhá. Vâng. Đi kiếm tiền nhá. Vâng. Đấy. Ở nhà luôn nhá.
ba buổi ngủ xong thì uống ba uống là không sao rồi. Mỗi người lên năm nghìn. Dây treo dài, nước dây thì bắt cái là xong rồi.
Nhanh nhưng mà nhanh lắm, giàu khỏe đấy, ăn áp nó khỏe. Ăn hết số quả này đi nha. Đi chơi châu đây, đi cỏ đi, khỏe đi, áp này. Chỗ ăn nhanh này. Chúng chỗ kia đi, chỗ kia đi. Ở. Cô đấy đi chăn trâu, cầm trâu ăn cỏ lên, bây giờ trâu no
cùng với ông buộc châu vào hết rồi, bây giờ đi nha. Con là về đón cái đó. À thế à? À thế là đi. Thế là ông khác đi nhá. Cháu đi nhá. Chào ông đi. Vâng, thế tốt rồi. Ngoan đi, tí cô có quà cho. Ông đi về nhá. Mũ đây cho con. Này, con có bất ngờ đây. Thả bỏ mũ ra. Chân sạch không? Đây này. Thấy chưa? Đây. Ê, vừa đấy, đây, cái áo ra. Ý da. Đẹp chưa, thích không? Thích, ông cơ. Rồi. Áo mới rồi nhá. Ý da, vừa đấy nhỉ. Đấy, ngoan có quà nhá. Rồi. Buồn là cho tụi ở bị lọc ghé tấm biểu rú hầm buồn là năng ẩy mỏi là thiên này mỏi là nghỉ coi con ở kia ông để chạy ngân tây từ chắc nháp rồi thế vào cái chín bức chín lô buồn là ô cái bố cho hai lần à cũng bị ngân cuốn ẩu ngân về xa thì chắc là cái chín giữa đường lô lô thật liếc loại lăng bố à đến cho bộ đại bên đại luôn. Thấy mi mà nửa mà mi đi. Ở biểu tượng ông ý nga.
chỗ nó cường ăn nhiều mày đô đây mà chưa mà phân lô nó chỗ nó cường mà phân lô đấy đây hôm mà thì nó cường mà phân lô không có sửa không ông mặc cái nhọ ăn qua nọ không ăn qua nọ nhưng mà cái cưa nhiều mà nó lại tiếp